Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Online ha. Và trong cái chương trình chia sẻ về các cái bài học Camtasia 9 chấm ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để tạo ra một cái video sống nhạc. Bây giờ để tạo ra một cái video sống nhạc thì các bạn cần có hai cái file. Cái file thứ nhất là cái file video. Đây, mình đã tải về ở trên mạng. Và cái file video này là các bạn tải ở trên mạng về, và đặc biệt là phải tải về cái dạng là screen green, là cái màn hình xanh. Để tí xíu nữa đây chúng ta sẽ tách cái màn hình này xanh này ra. Thì để tải những cái video dạng này thì các bạn cứ vào YouTube ha. Các bạn phải dùng chương trình cốc cốc, các bạn gõ là screen green, các bạn enter thì nó sẽ ra rất nhiều ha. Ở đây chúng ta chỉ việc lựa chọn thôi. Đấy, đây các cái loại sóng nhạc nào thì các bạn chọn loại sóng nhạc đó. Đấy. Đấy. Rồi để download cái video như trên đây thì các bạn bấm vào đây. Đây các bạn chọn cái chuẩn là standard và chọn bấm nút tải xuống ha. Thì chúng ta sẽ download được cái video về. Rồi. Còn hình thì các bạn cũng lên trên mạng, các bạn sạch ha, các bạn ấn chữ Relax Round. Đây. Đây, rất là nhiều cái background để chúng ta lựa chọn ha, hoặc các bạn chọn một tấm hình bất kỳ. Rồi, cái này thì đơn giản nha. Rồi, bây giờ chúng ta trở về cái chuyên giao diện của chương trình Camtasia. Rồi, như vậy thì đầu tiên là chúng ta phải tách cái nền xanh để chúng ta lấy cái sóng nhạc. Đây, các bạn thấy không? Cái hình của sóng nhạc nó như thế này. Đấy, giờ chúng ta sẽ tách cái nền xanh này ra. Mình sẽ tạo cái video này độ phân giải 1920x1080 ha. RAM là 30, apply. Rồi, đây mình kéo ra cho nó fit cái màn hình, ok. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành tách cái nền xanh. Thì như trong bài trước mình đã có hướng dẫn các bạn để tách cái nền xanh, các bạn vào đây Visual Effect, các bạn chọn Remove Color và các bạn kéo xuống. Đấy. Rồi các bạn nhấp vào đây, sau đó chọn Select Color from Image, bấm vô. Rồi chúng ta sẽ rê cái bút này lên trên cái nơi mà có cái hình mà màu là màu xanh ha, các bạn bấm vào đó. Vậy chúng ta đã tách được cái nền xanh ra khỏi cái sóng nhạc ha. Rồi bây giờ ta có sóng nhạc không, bây giờ ta sẽ đưa cái track này lên trên để ta chèn hình xuống dưới. Rồi các bạn đây, vào đây các bạn kéo xuống này, các bạn thấy cái tấm đây, cái hình phía dưới. Và cái hình này bây giờ các bạn kéo cái này ra, bởi vì kéo cho nó tràn cái màn hình đó ha. Đây. Đây, ok. Rồi như vậy thì cái độ dài này các bạn tùy các bạn xác định ha. Các bạn có thể làm clip dài 1 tiếng, 2 tiếng, 1 giờ, 2 giờ gì ha, mà kéo như thế này ra đó. Thì cái này demo thì mình chỉ tạo cho các bạn tới đây thôi ha. Đây, các bạn muốn làm các video dài thì các bạn cứ việc kéo ra thôi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chèn nhạc vào để mà tránh cái việc mà bị YouTube bắt bản quyền. Thì các bạn nên chọn những cái nhạc lấy từ thư viện YouTube. Ở đây mình đã tải về rồi ha. Thôi mình lấy đại một cái bản nào đó đi chẳng hạn ha. Đây bản này. Rồi kéo xuống. Đây. Rồi đây mình kéo cái nhạc này nó fit với cái video cái hình của chúng ta ha, vừa hết nhạc mình vừa hết hình đó. Vì ở đây nó kéo vô như thế này, chúng ta phải làm cái chế độ fade out ra cái chúng ta vào đây fade out đây. Đấy. Đấy. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái
video sóng nhạc. Nay mình chạy demo cho các bạn coi ha. Để mình cho cái loa nó lớn lên nè. Wow, quá tuyệt vời đúng không các bạn? À, như vậy thì tương tự các bạn làm những cái video khác, các bạn chỉ việc lên mạng các bạn tải những cái video mà có dạng win-win về, chúng ta có thể ghép vào, chúng ta tách cái nền xanh, chúng ta làm những cái video dạng sấm nhạc như thế này. Rồi, phần hướng dẫn của mình đến đây là hết ha. Thì các bạn cứ làm theo từng bước hướng dẫn, rất là dễ để tạo ra một cái video sấm nhạc với cái một cái độ dài của video là do các bạn tùy chọn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong cái chương trình chia sẻ kế tiếp.